Chào các bạn, đây là hầm gửi xe của nhà trọ mình. Đây mèo mẹ đẻ 5 con mèo con, vội lắm. Giờ kêu ai nhận nuôi mà cũng không ai nhận hết á. Để nó lớn lớn cái này rồi. Mình coi mẹ nó nằm trịnh lên như này. Đó, mỗi lần thấy mình về cũng chạy ra này. Mỗi lần chạy thấy là chạy ra liền rồi. Đó, thích lắm, thích được vuốt mẹ nè, từ hồi mới lúc còn nhỏ nè, cho tới lúc có bầu nè, mỗi lần về là chạy tới ôm chân. Con quậy quậy cắn nhau y xèo. To hết trơn rồi, mốt qua thèm nuôi, chú bảo vệ phải nuôi. Mới đẻ được hai lứa, lứa đầu đẻ được 3 con chứ thế. Lứa này đẻ được 5 con, nuôi đáng nuôi bậc mặt, bụ bẩn gì nè. Con ghê này kia hả? Nghịch đôi mẹ hả? Sạch quần, quần đẹp hoài. À, đúng rồi. Nhìn ngay. À, trời, nó nực nực nữa. Nói, hiểu ai thì chứ. Ngọt các bạn. Ừ.